Tập 18. Đòi một đống tiền cổ phiếu. Thích. Nhưng có tư cách gì nói chuyện yêu đương chứ? Sao anh lại sợ như thế làm gì? Tiền và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Có liên quan gì đến nhau đâu. Cô tưởng ai cũng giống như cô và Lý Áo sao? Ngoại trừ yêu đương không biết đến thứ gì khác. Đừng nhắc tên ấy nữa. Đổi chủ đề đi. Nếu như anh thật sự có ý với đại vũ nhà chúng ta, anh nhân cơ hội lần này mẹ chạy đến khám bệnh, biểu hiện cho thuốc vào để tạo hảo cảm. Mẹ chị ấy khám bệnh à? Mẹ chị ấy bị làm sao? Anh không biết à? Hình như mẹ chị ấy đi kiểm tra, phát hiện trước ngực có một khối gì đấy, hình như phải phẫu thuật mới biết được là khối lành tính hay ác tính. Vậy có chuyện gì thì cô cứ nói tôi biết nhé. Đúng rồi. Một lần nữa cảm ơn anh vì cho tôi ở đây nhé. Nhưng mà anh có thể đừng nói cho Lý Áo biết là tôi ở đây được không? Cầu xin anh đấy. Cảm ơn nhé. Không phải Lý Áo đón em đi rồi sao? Sao lại chạy đến đây ngủ nữa? Là cãi nhau với anh ấy không vui chứ sao? Hơn nữa em muốn ở gần chị một chút, lỡ như có chuyện gì thì em còn chăm sóc được. Hơn nữa bây giờ anh ấy cũng không ở đây, nên em nghĩ tạm thời ở đây vài bữa đã. Em nói cái tên Tống Trạch Lâm đó, anh ta gan thật đấy. Anh ta không sợ chị vạch trần sự thật dành ta với bố mẹ chị sao? Anh ta biết chị không dám nói với bố mẹ chuyện chị chia tay, thế nên vẫn cứ giải dây cho chị mãi. Em cảm thấy anh ta có ý đồ khác thì có. Chuyện đã qua rồi, không cần phải canh cánh trong lòng nữa. Thế thì chị phải nắm cho chắc đấy. Còn nói với chị cái gì muốn làm bạn với chị. Anh ta còn nói luôn với chị chuyện anh ta về đường nhuệ chia tay. Em thấy anh ta muốn tái hợp với chị đấy. Sao có thể thế được? Sao chị có thể tái hợp với anh ta được chứ? Ít nhất là không phải bây giờ. Bây giờ không thể, thế sau này thì có thể rồi. Đường đời còn dài lắm, ai biết trước được. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Dù sao Tống Trạch Lâm này không được, chị phải cứng rắn, đừng để yếu lòng đấy. Em không đồng ý đâu. Chuyện của chị từ khi nào đến lượt em làm chủ thế? Em sợ chị giẫm lên vết xe đổ thôi. Hơn nữa chị cũng đâu phải không có sự lựa chọn. Việc gì phải để anh ta được lời thế chứ? Được đấy, nhờ câu này của em, thế nào cũng phải đổ thêm cho em ít nước nóng. Em thấy nếu như chị muốn yêu đương thì có thể suy nghĩ chị cần thành vũ thử xem. Ai? Chủ nhân của căn nhà này này. Em thôi đi, bạn bè với nhau hết, đừng có nói bậy nha. Bước tiếp theo của tình bạn là tình yêu mà. Còn hơn là chị lại làm chuyện chị không muốn. Rửa chân cũng không chặn lại cái miệng em được. Mau đi ngủ đi, chị suy nghĩ thử đi mà. Ngủ đi. Suy nghĩ thử nhé. Em thôi đi, bạn bè với nhau hết. Bước tiếp theo của tình bạn là tình yêu mà. Còn không là chị lại làm những chuyện chị không muốn. Cậu đi đâu thế? Hoa cầm tay. Nghe cô dâu nói, hôm nay bó hoa cầm tay vốn thuộc chị bị người khác cướp mất rồi. Bó này là của riêng chị thôi đấy. Không ai giành được đâu.
Tôi đi tới bước này hoàn toàn là do tôi tự làm tự chịu. Nhưng Hà Vũ, tôi thật lòng hy vọng hai chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Làm gì vậy chứ? Mẹ, con đi làm đây, con không ăn à? Bố con đi mua đồ ăn sáng rồi đấy, sắp về rồi, con không ăn đâu, giải quyết trên đường luôn. Hôm nay con hơi nhiều việc, lát nữa còn phải đến bệnh viện đặt lịch xét nghiệm sinh thiết cho mẹ. Lần trước chưa hẹn được à? Mẹ tưởng giống quê mình sao, có hẹn là hẹn được, ở đây đều phải xếp hàng. Đúng thật. Nếu công việc của con rất bận, vậy con bảo Tống Trạch Lâm đi. Không phải các cụ có câu à, con rể cũng là nửa con trai, cậu ấy cũng nên hiếu thuận với mẹ. Con nói xem, con đó sao mà ngốc thế? Sao thế? Không phải cãi nhau thôi sao? Con nhìn mẹ con xem, hết chiến tranh lạnh tốt thế nào. Con nói con ấy thần kinh thông minh sao chẳng giống mẹ con gì cả. Mẹ, con với Tống Trạch Lâm chia tay rồi. Cái chuyện chia tay. Cái gì? Không phải mẹ chưa hiểu, con có ý gì? Chia tay rồi, con nói con với Tống Trạch Lâm chia tay rồi. Cho nên sau này có chuyện gì, đừng tìm anh ta nữa. Công việc của anh ta cũng rất bận, còn có cuộc sống riêng của mình. Vì sao? Không phải. Vì sao phải chia tay? Vì mẹ sao? Vì mẹ mắc bệnh sao? Không phải, mẹ đừng nghĩ nhiều. Hai bọn con chia tay 6 tháng nay rồi. Con nhóc này, con định làm mẹ tức chết hay là thế nào hả? Mẹ nói với bố con đang mong muốn hai đứa kết hôn. Con nói đi, con dạy dò cái gì chứ? Dù sao con đã nói rõ với mẹ rồi. Trong lòng mẹ tự có tính toán là được. Trong lòng mẹ có tính toán. Vậy con có tính toán không? Mẹ hỏi con có tính toán không? Con nghĩ kỹ xem. Ban đầu vì sao mẹ đặt tên con là Hà Hoa? Không phải là vì hy vọng con ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn sao? Con nói con nhóc con. Con cứ lén phải đổi cái tên. Đổi gì không đổi, cứ phải là Hà Vũ. Mưa gió bão bùn, cả ngày mưa. Con nói xem có thể có ngày tốt không? Con nói đi, con nhóc này. Bệnh của mẹ chính là gì? Bị con chọc tức biết không hả? Con nói xem, con đã 30 mấy tuổi rồi, không giữ được bạn trai, con kết hôn kiểu gì? Vậy thì không kết hôn. Hôn nhân là không phải món đồ phải có của phụ nữ hiện đại. Rất nhiều bạn của con đều theo chủ nghĩa độc thân, hiện giờ đều sống rất tốt. Ai thích độc thân thì độc thân. Mẹ mặc kệ, con thì không được. Con biết chưa? Con biết rồi, mẹ. Con biết rồi. Mẹ yên tâm đi, thế này mới là ngoan chứ. Con thật là... Chuyện của con tự làm chủ. Con có việc rồi, đi trước đây. Con nhóc này. Mấy chục triệu đấy, đơn hàng mấy chục triệu. Hà Vũ, cô có bản lĩnh quá. Có phải đầu cô uống nước rồi không? Mặc kệ bố mẹ của Ship Lưu ở cửa bệnh viện, bản thân đi mất. Hai người già còn đang bị ốm, nếu xảy ra chuyện gì, cô bảo tôi làm sao ăn nói với Ship Lưu? Ship Trần, tôi xin lỗi, nhà tôi thật sự có chuyện gấp. Chuyện gì là chuyện gấp? Có gì gấp gì có thể khiến cô để mặt an toàn của hai người già? Có gì gấp gì có thể khiến cô bỏ mặt lợi ích của công ty? Việc gấp gì? Cô giải thích cho tôi xem. Bố mẹ tôi tới Thượng Hải.
Hơn nữa cuối tuần đúng là thời gian riêng của tôi. Thời gian riêng? Cô đang nói đùa à? Bây giờ tôi nói cho cô biết, ở vốn mạo hiểm fan, mỗi nhân viên đều không có thời gian riêng. Tất cả mọi người đều phải 24 tiếng đợi lệnh của tôi. Khách hàng là thượng đế. Cần tôi dạy cô đạo lý này sao? Sếp Trần, tôi xin lỗi. Xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Tôi nhất định nghĩ cách bù đắp. Lập tức kéo lại khoản đầu tư gì đây? Không kéo được, bắt đầu từ bây giờ. Đừng bước vào cửa công ty nửa bước. Tôi còn tưởng quan hệ này cứng tới mức nào, là mất đầu tư, nên đi vẫn phải đi. Sẽ không đi thật chứ? Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với chị. Chị cười trên nỗi đau, đối đầu khắp nơi, rốt cuộc chị muốn thế nào? Tôi chẳng muốn thế nào. Chỉ là tôi không thích dáng vẻ tự cho mình là đúng của cô. Tôi tôn trọng chị là nhân viên lâu năm, tôn trọng chị là tiền bối. Tôi không muốn tính toán với chị. Nếu không thể sống hòa bình với nhau thì coi nhân viên không khí. Tôi tới làm việc, không phải tới cãi nhau với chị. Muốn làm việc à? Cô cũng phải có bản lĩnh ở lại mới được. Đơn hàng cho tôi làm mất, tôi sẽ tự mình tìm về. Không cần chị phải lo. Để tôi xử lý, chị đừng chỉ mũi súng vào người nữa. Không cần, hậu quả do tôi gây ra, tôi tự chịu trách nhiệm. Hiện giờ sếp Lưu thật sự không có thời gian gặp cô. Cô quay về trước đi. Cô hỏi lại giúp tôi với. Hỏi bao nhiêu lần cũng vô dụng thôi. Sếp Lưu sẽ không gặp cô đâu. Xin quay về đi. Cô Hà, cô không thể cố tình xông vào. Tôi ở đây đợi, rồi anh ấy cũng phải ra ngoài thôi. Tôi đợi ở đây. Tỉnh lại đi, sếp Lưu ra rồi à? Tôi nói thật với cô vậy, gần đây nhà sếp Lưu có việc, không hề tới công ty. Cô cố chấp hơn nữa cũng không đợi được đâu, thời gian cũng không còn sớm nữa. Cô cả ngày nay không ăn không uống, cũng không phải cách, vẫn là mau quay về đi. Cảm ơn cô nhé, cô cứ gợi tôi. Vào đi, dần dần. Bên này là nhà bếp. Đây là phòng khách. Phòng của bà cụ là ở tầng 2. Nhất định phải nhớ kỹ, lúc bà xuống phải đỡ, tuyệt đối đừng để bà ngã. Dần dần.
Sao cô mang nhiều đồ thế? Tôi bảo cô ở lại, không phải chuyển nhà. Đây là vài thứ cần dùng theo người. Cô yên tâm, tôi sẽ thu dọn gọn gàng, tuyệt đối không chiếm diện tích. Được rồi, tôi đưa cô đi xem nơi ở của cô. Dần, theo tôi xuống đây. Dần. Cô ở đây, đồ đạc sắp xếp, qua lau là được rồi. Đồ trong này cố gắng giữ nguyên vị trí, để loạn tôi không tìm được. Được. Bình thường, để một chút, thấy việc gì thì làm việc đó, tuyệt đối không nhàn rỗi. Việc dọn dẹp vệ sinh tôi không nói nhiều nữa. Một ngày ba bữa nhất định phải đúng giờ, một tuần không được lặp lại, ít dầu, ít muối. Được, ngoài ra cô không cần nấu riêng. Chứ cô ăn gì thì cô ăn đó là được. Nhưng cô phải ăn trong nhà bếp. Không vấn đề gì chứ? Tôi tuyệt đối không ngồi vào bàn đâu. Không vấn đề gì. Đúng rồi, bà ấy có chứng dễ ngất. Nhất định phải nhớ, luôn phải ở bên cạnh trông chừng. Được, cô mau dọn dẹp chút nhé. Alo, mẹ, con trai, mấy ngày nay mẹ thế nào rồi? Bận quá đi mất, không kịp gọi điện cho mẹ. Mẹ đều ổn cả, không cần con lo lắng. Còn đấy, mẹ phải dặn dò con vài câu. Con đừng liều mạng như thế, phải chú ý nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe, nghe thấy chưa? Yên tâm đi, con trai mẹ khỏe như trâu, lúc nên liều thì phải liều. Nếu không sao mẹ có thể hưởng phúc được chứ? Con hiếu thảo như thế, mẹ đã có phúc lắm rồi. Đúng rồi, bình thường con phải ăn cơm đàng hoàng, đừng gọi thức ăn ngoài mãi. Mẹ biết con làm việc bận, không có thời gian nấu cơm. Hay là mẹ gói chút chè trôi nước cho con, rồi gửi qua nhé. Cái đấy cho vào nồi là ăn được. Được không? Mẹ, con đâu phải trẻ con nữa. Mẹ cứ nghĩ đến việc chăm sóc con mãi. Con có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Con không những có thể chăm sóc tốt cho bản thân, còn có thể kiếm thật nhiều tiền, kiếm nhiều tiền chăm sóc cho mẹ. Cô giúp việc, mau dọn dẹp đi, chuẩn bị nấu cơm trưa nhé. Đến ngay. Alo, ai gọi mẹ vậy? Là dì Lý của con, đã gửi cải mặn đến. Mẹ không nói với con nữa, cúp máy đây. Thời gian làm việc, đừng có làm việc riêng. Giám đốc, giờ là giờ nghỉ trưa. Tôi nói một việc nhé. Vài ngày nữa, có lãnh đạo đến thị sát. Hãy nâng cao sự nhiệt tình lên cho tôi. Vấn đề cư dân, kịp thời giải quyết. Đừng để tôi nghe thấy bất cứ lời oán trách nào. Duy trì cảnh giác cao độ, không được xảy ra chút sai sót gì, bao gồm cả giờ nghỉ trưa. Nhìn xem, làm như bản thân có địa vị lắm không bằng. Bình thường cũng chỉ có lúc thu phí là khách sáo chút. Nếu tôi là chủ doanh nghiệp, sẽ nhân lần thị sát này
khiếu nại chết anh ta. Chúng ta tự mắng là được rồi. Hiện giờ đều là người trên cùng một con thuyền. Anh nói xem, nếu anh ta thật sự có chuyện, thưởng năm của chúng ta cũng sẽ mất. Tầm nhìn hạn hẹp rồi. Lật đổ tên họ Mã này, chúng ta tự làm giám đốc, được không? Được không? Không được. Lật đổ anh ta đổi thành một người ghê gớm hơn thì sao? Anh ngốc à? Cô à, sức khỏe của chú thế nào rồi? Người trong nhà đều biết cả rồi, đã bắt đầu chữa trị rồi. Hôm đấy thật sự rất xin lỗi. Trong nhà đã có chút việc gấp, cháu đã hơi hoảng loạn, tuyệt đối không cố ý bỏ mặt hai người. Cháu à, đúng vậy chẳng phải chuyện lớn gì. Hơn thế nữa, nếu như hôm nay cháu đặc biệt đến xin lỗi, bọn tôi cũng không tính toán gì. Cô, hôm nay ngoài xin lỗi, còn muốn cảm ơn cô và chú. Hôm đấy khi bố mẹ cháu gọi cho cháu, bọn họ đang ở bệnh viện, giống như cháu cũng không để ý. Nhưng nghe cô bảo, bố mẹ sợ nhất trở thành gánh nặng cho con cái. Đột nhiên cháu nhận ra, bố mẹ cháu có phải có chuyện gì không nói với cháu không? Bố mẹ cháu sao thế? Có thể là khối u, vẫn đang kiểm tra. Cô, thực ra hôm nay cháu còn muốn nhờ cô giúp một việc. Vì chuyện lần trước, giám đốc Lưu đã hủy hợp tác với công ty của cháu. Nếu như mất hợp tác, cháu cũng sẽ mất việc. Cô xem thử có thể giúp cháu nói chuyện với giám đốc Lưu được không? Cái này e rằng tôi không giúp cho cháu được rồi. Con trai tôi cứng đầu lắm, đặc biệt là trong công việc, chúng tôi không thể nhúng tay vào. Vậy cô xem, có thể giúp cháu cho cháu gặp mặt sếp Lưu không? Cháu sẽ giải thích thẳng với anh ấy. Chuyện này, đến rồi. Ai vậy? Ai thế? Nhảm nhí. Bà nội của anh, sao vẫn còn giận thế? Chúng ta về nhà đi, em chỉ cần về nhà em nói gì anh cũng nghe theo. Cần Thành Vũ chết tiệt, đột phản bội. Hôm nay anh cố tình đến để trịnh trọng gửi lời mời công chúa bệ hạ về nhà. Em không phải bệ hạ. Về nhà thôi. Sau khi về nhà, anh có một chuyện cực kỳ quan trọng phải nói với em. Có thứ gì chưa dọn không? Không có đúng không? Đi nào. Đi nào. Chưa dọn đồ xong. Anh quay về đây. Quay về. Anh hãy nói chuyện đó trước đi. Chuyện gì? Quay về hẳn nói. Bây giờ nói ngay đi. Mở sẵn rượu vang luôn rồi. Em muốn nghe bây giờ. Anh nói mau đi. Bình thường tôi bận bị biết mấy, không cần nói rõ với cô nữa nhỉ? Giám đốc Lưu, vì anh bận rộn nên mãi không gặp được anh, cho nên cô dùng danh nghĩa mẹ tôi lừa tôi đến đây à? Sao có thể nói là lừa được chứ? Chuyện hôm nọ ở bệnh viện, Tiểu Hà đã xin lỗi chân thành với bố mẹ rồi. Mẹ cũng chấp nhận rồi. Chỉ chút mâu thuẫn nhỏ, có cần phải ảnh hưởng dự án lớn của công ty con không? Sao không đến mức chứ mẹ? Mẹ nhìn xem, cô ta bây giờ chân thành biết mấy. Một người không có trách nhiệm như thế, sao con có thể tin tưởng cô ta giao dự án vài chục nghìn tệ mà không xảy ra lỗi gì chứ? Giám đốc Lưu, hôm đấy thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Tôi xin lỗi anh lần nữa, đồng thời đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Nhìn thấy chưa? Chuyện khác không biết làm, chỉ biết năn nỉ. Tin tưởng là cơ sở cho sự hợp tác. Cô đến chút chuyện nhỏ cũng không làm được. Tuy nói nghe hay, nhưng có tác dụng gì chứ? Giám đốc Lưu, chuyện hôm đấy đúng là lỗi của tôi. Nếu như anh không chịu tin tưởng tôi nguyện rút khỏi cả dự án. Nhưng công ty chúng tôi, ngoại trừ tôi, còn có rất nhiều nhân viên ưu tú khác. Sự thành công hay thất bại của dự án này cũng không chỉ dựa vào sự cố gắng của mình tôi. Tôi không hy vọng gì lỗi của tôi mà khiến nỗ lực của tất cả mọi người đều uổng phí. Nên tôi mong anh hãy suy nghĩ lại việc hợp tác dự án này. Nói vĩ đại thật. Bây giờ bắt đầu tự hy sinh sao? Trái tim thánh mẫu của cô ở đâu ra thế? Tôi nói thật với cô, Hà Vũ cô chẳng qua là một nhân viên không quan trọng mà thôi. Nếu như chỉ nhắm vào cô, tôi có thể bảo công ty cô sa thải cô bất kỳ lúc nào. Dự án vẫn tiến hành bình thường, nhưng mọi người đều phải kiếm tiền. Không lý gì vì cô mà từ bỏ lợi ích của cả công ty.
hiểu chưa? Ý anh là còn lý do khác sao? Dự án của các cô đã bị loại vào giai đoạn xem xét cuối cùng. Nhưng trước đó anh đã bày tỏ rõ ràng ý định đầu tư, sao vào giai đoạn xem xét cuối lại bị loại được chứ? Cô ngày đầu đi làm à? Thị trường biến đổi khôn lường, chỉ cần có tiền, lúc nào cũng có dự án có tiềm năng tìm đến. Đừng nói bây giờ tôi lật mặt cô, và một giây trước khi ký hợp đồng, bút trong tay tôi, nếu muốn bỏ xuống cũng có thể bỏ bất kỳ lúc nào. Dù cô có năn nỉ, bao nhiêu ngày cũng vô ích. Sau này nhớ kỹ, đừng đến làm phiền người nhà của tôi nữa. Nếu có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát đi. Anh đã giúp em nhận một công việc kiếm được nhiều tiền. Cái gì? Anh đã đặc biệt mở cho em một phòng livestream bán hàng. Livestream bán hàng? Anh bảo em đi livestream bán hàng. Không phải anh bảo, mà là phía nhân hàng tìm tới. Là vì em bị mắng, nên giờ có danh tiếng rồi nên... Đúng vậy. Không phải, quan trọng không phải là em bị mắng, mà là giờ danh tiếng của em đã tăng lên rồi. Em vẫn tưởng rằng anh thực sự tới đây để thành tâm xin lỗi nữa đấy. Suýt nữa thì đã bị anh dỗ được rồi. Không phải đâu, anh chẳng có chút hối lỗi gì cả. Về nhà nghĩ mà xem, rốt cuộc bản thân sai ở đâu đi. Lại làm sao nữa vậy? Được rồi, anh thừa nhận cách làm việc của chúng ta đúng thật là có chút không giống nhau. Có bất đồng không phải là rất bình thường sao? Em vừa mới vào ngành, vẫn còn chưa hiểu nhiều về ngành nghề này, quy luật của nó thế nào. Nhưng mà bất luận thế nào, anh bảo đảm anh sẽ luôn đứng về phía em. Nhưng mà công việc vẫn là công việc mà. Dẹp anh đi. Có mà anh đứng về phía đồng tiền thì có. Đứng về phía em bao giờ? Có vấn đề gì sao? Lúc đó em lựa chọn làm video, không phải cũng là vì muốn kiếm tiền à? Bây giờ cơ hội tới rồi, sao chúng ta lại không nắm bắt chứ? Khó khăn lắm tài khoản mới đi vào hoạt động được, lại bị một đám anti không não mắng cho té tát. Em cam tâm sao? Chỉ bằng thừa khó xông lên, dùng lực đánh trả, thuận thế mà hot lên luôn. Đó là bởi vì anh không đang đứng ở đầu sóng ngọn gió thôi. Anh đâu phải chịu dư luận bàn tán, đâu có bị mắng đâu. Anh làm mấy chuyện này mà chẳng nghĩ cho cảm nhận của em gì cả. Không phải, anh chính là vì nghĩ cho cảm nhận của em nên mới nghĩ cách giải quyết vấn đề cho em. Chúng ta phát huy thành an, biến yếu thế thành ưu thế. Hơn nữa, khi em chọn ngành nghề này thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Trên mạng loại người nào cũng có chứ. Em không thể chỉ vì bọn họ tùy tiện nói vài câu không chịu trách nhiệm đó mà tự mình hoảng loạn được. Đúng thực là không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận quan điểm của em. Em có hoảng loạn gì đâu. Chỉ là em không chấp nhận các kiểu mắng không có nguyên tắc của họ. Hơn nữa em cũng không muốn làm những chuyện mà em không thích thôi. Vậy nên livestream mới càng là một cơ hội để em giải thích đấy. Để nhiều người hiểu hơn về em, giảm thiểu những hiểu lầm của mọi người về em xuống đến mức tối đa. Vậy không tốt sao? Không tốt. Em không muốn, em không thích. Em muốn đi nghỉ rồi. Sao anh nói mà em không chịu hiểu vậy? Vậy em chỉ muốn đi nghỉ thôi. Được, anh đi. Nhưng mà anh muốn nói một câu cuối cùng. Nói xong anh sẽ đi ngay. Rèn sắt vẫn phải tự thân thì hơn. Nếu em muốn bày tỏ quan điểm, muốn người ta nghe em, đầu tiên em phải mạnh mẽ lên cái đã. Chuyện livestream chúng ta có thể nói sau, nhưng mà anh hy vọng em có thể nhanh chóng phấn chấn lên, nhanh chóng trở lại làm cô gái tràn đầy năng lượng đó. Nhớ khóa cửa đấy.
chị Hà Vũ, tôi về trước nhé. Tạm biệt. Chị Hà Vũ, chúng tôi về trước đây. Tạm biệt. Đi đường nhớ cẩn thận đấy. Chị Hà Vũ, tôi về trước nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Mấy ngày nay, tôi đã tìm được một vài nhà đầu tư có tiềm năng. Nếu bên phía giám đốc Lưu mãi không chịu nhượng bộ, hay là chị cùng tôi đi gặp mặt bọn họ đi. Tôi đã gặp giám đốc Lưu rồi. Bọn họ đã tìm được một hạng mục cùng kiểu. Hiện giờ nguồn vốn đều đã đang rót sang bên đó. Vậy thì hết cách thật rồi. Ai nói là hết cách chứ? Tôi đã nói tới vậy rồi. Cậu còn không nắm bắt cơ hội đi. Chị đang thu thập tư liệu của bên thứ ba để đối chiếu hạng mục sao? Nếu hạng mục của bản thân chưa đủ tốt, bất luận cậu có ra ngoài đàm phán với bao nhiêu nhà đầu tư đi nữa, đều có thể bị người ta hất mất bất cứ lúc nào. Nếu khách hàng thông qua xét duyệt, sau cùng đã ưu tiên lựa chọn hạng mục khác, vậy thì chúng ta phải phân tích xem rốt cuộc là người ta hơn chúng ta ở điểm nào. Giám đốc Lưu nói đúng, chỉ cần vẫn chưa ký hợp đồng thì vẫn còn có cơ hội thay đổi. Thực ra hạng mục trong tay chúng ta này không hề kém. Tôi nghĩ có lẽ là do phương án đầu tư chưa đủ hợp lý thôi. Vậy nên chỉ cần chúng ta làm tốt công tác tối ưu, chứng minh cho giám đốc Lưu rằng hạng mục của chúng ta tốt hơn, vậy thì đơn này vẫn còn cơ hội. Về lý luận thì là như vậy, nhưng phải tranh giành từng giây đấy. Tối nay cậu đừng đi xã giao nữa, ở lại giúp tôi đi. Được, không thành vấn đề. Alo Kiều Phạm, alo chị Hà Vũ, chị đang ở đâu? Email không đọc, quy trách không trả lời. Tôi có chuyện sao thế? Mà kế hoạch mới có một vài số liệu sai, hiện giờ không thể hiểu đúng được, chị mau đọc email đi. Tư liệu hạng mục nào cơ? Sao là sai được? Chị Kiều Phạm, tôi đã sửa xong rồi, cậu xem qua đi. Chúng ta không thể sai sót được nữa. Được, tôi hiểu rồi. Chỉnh đốn lại trang phục đi. Dạ. Đây chính là khu 2. Lãnh đạo, từ ứng cứu, tu sửa gấp cho tới khách ghé thăm ra vào đều là chuyện không phân lớn nhỏ, tuyệt đối không có sơ sót. Xem ra rất có tự tin. Chủ sở hữu hài lòng, chúng tôi mới có sức lớn như thế. Nhưng vốn tông chỉ chính là phục vụ cư dân. Cái này là vòi phun vườn cây chúng tôi mới đổi tháng trước. Vậy tôi hỏi anh, áp lực công suất và bán kính tưới của nó lần lượt là bao nhiêu? Cái này trong hồ sơ ghi chép thay mới có, lát nữa tôi sẽ kiểm tra cho anh. Thiết bị thường dùng, số liệu an toàn cơ bản, trong lòng các anh nên nắm chắc. Vâng vâng vâng. Điều do cấp dưới làm việc không tới nơi, quay về tôi nhất định sẽ mắng họ. Mắng họ? Cấp dưới làm việc không tới nơi chỉ có thể mắng sao? Vậy bản thân anh thì sao? Phải. Chuyện này chủ yếu là lãnh đạo. Chúng tôi chọn dùng là vòi phun tưới loại 10 van.
áp lực công suất là 0,15 MPa, rồi bán kính phun tưới là 2,2 mét, tất cả đều trong phạm vi an toàn. Khi bắt đầu phun, tuyệt đối sẽ không có trẻ con, người già hay là thú cưng đi qua, sẽ không có chút tổn hại nào. Đúng, phạm vi phun nước của nó rất lớn. Lãnh đạo anh xem, cái này là để khu chúng tôi trang bị bình chữa cháy carbon dioxide. Thời gian hiệu quả trong 12 năm, chúng tôi đã đổi tất cả túi dọn phân thú cưng của tiểu khu thành loại túi acid polylactic có thể tự phân hủy, thân thiện với môi trường. Hoạt động công việc hàng ngày của nhân viên tiểu khu chúng tôi dựa theo chế độ hồ sơ, đều sẽ có ghi chép chi tiết chặt chẽ, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường xanh của quốc gia. Phần tháng 8 năm ngoái, thời hạn xuất xưởng, 5 năm lần đầu tiên đều được đúng giờ đăng tải lên nền tảng chính thức, thực sự là công khai minh bạch. Cậu tên gì? Tôi tên Cận Thành Vũ. Sao lúc trước chưa từng gặp cậu? Nửa cuối năm ngoái tôi mới vào làm. Chẳng trách. Cậu còn trẻ, làm cho tốt, nhất định sẽ có cơ hội. Vâng. Sao hôm nay chị lại có thời gian rảnh thế? Trong giờ làm việc, còn gọi điện cho em nữa. Cần Thành Vũ, cậu có thể giúp chị một chuyện được không? Chị đang có một văn kiện quan trọng để quên ở nhà. Nếu cậu tăng ca rồi, có thể mang qua cho chị được không? Chuyện nhỏ, chị yên tâm đi. Được, cảm ơn nhé. Sau đó, về quy mô tổng lên đến 337 điểm. Alo. Alo. Chị họp xong rồi à? Em gửi văn kiện ở Lễ Tân cho chị rồi đấy. Vừa nãy thấy chị đang bận nên em không làm phiền. Cảm ơn nhé, chị nhận được rồi. Em nghe cô chú nói hôm qua chị bận xuyên đêm không về nhà sao? Chị phải chú ý ăn cơm đi đấy. Em đã tiện đường mua canh gà cho chị luôn rồi. Chị nếm thử đi. Chị biết rồi, cậu không tự ta nói cho chị, thiếu thành ý quá rồi đấy nhé. Được, lần sau em sẽ học. Đúng rồi, số mà chị lấy cho cô đó đã hẹn trước được chưa? Sáng nay chị hơi bận, để lỡ mất rồi, để chị xếp thời gian đi chuyến khác. Vậy hay là chị gửi CMT của cô qua cho em đi. Em xem có thể nhờ bạn giúp đỡ được không. Cậu còn quen biết ở mạng này nữa sao? Thì cũng phải thử chứ, đúng không? Thêm một con đường cũng hơn là đứng nhìn chứ. Được, lát nữa chị sẽ gửi cho cậu. Hai Vũ, qua đây họp thôi. Tôi tới ngay. Bên này chị có việc nhé, chị cướp máy. Lần này cháu tới thấy khí sắc của cô tốt quá. Vậy sao? Phải mà, thật đấy. Nhìn cô trẻ lắm luôn. Cô thích nghe lắm đấy. Lão Hạ, thế nào rồi? Sắp xong rồi đây. Chú đừng có làm nữa. Mẹ, con về rồi đây. Về rồi à? Nhanh lên rửa tay, rồi ăn cơm. Đợi mỗi con thôi đấy. Còn ngay ra đó làm gì? Nhanh lên, đi ăn thôi. Chuyện đó, cô bảo tôi qua nhà ăn cơm. Tống Nhi, mau qua đây, cháu tới ngay đây. Chú, đừng làm nữa. Được, làm cả ngày rồi. Nào, cháu xem. Nhìn gà là thấy ngon, cũng tạm. Mà ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống đi. Này con bé kia, nhanh lên. Đều là món sở trường của chú cháu. Cháu từ xa xôi đến đây, cố ý đến thăm cô chú. Hôm nay nhất định vàng cho no. Tâm trạng tốt, việc cháu nên làm thôi cô. Hai người cũng ăn nhiều vào, vất vả rồi. Được, con gái mấy hôm nay vất vả rồi, ăn nhiều vào đi. Cũng chỉ có bố biết thương con, không giống ai kia. Cô chỏ chỉ biết hướng ra ngoài. Cảm ơn.